nói lên cảm tưởng đi Sâm Sơn thế nào nhỉ? Hai đứa. Ôi trời ơi. Mất tính rồi. Sao thế? Mất tính rồi. Sao thế? Bỏ quên à? Không, xong rồi đánh lật gọi. Thế lát rồi mất à? Ôi trời ơi, thế thì để một cái vật kỷ niệm tại Sâm Sơn rồi. Thế nay tận mại mới với Ninh Bình ăn thịt dê núi thì có đói không? Có. Thế rồi đói ăn cái gì? Đấy, có đâu về. Có đâu về? Thế về cái gì nữa? Ăn thịt dê á. Ờ. Ăn thịt... Không ngon. Không ngon à? Thế có đói không? Lục Y mới được ăn thì có đói không? Không. Không à? Thế tắm biển có khoái không? Ở trong người có mưa không? Có. Thế mà ở nhà thì mùa to quá, bà thấy nói gì? Tắm biển không biết tắm với kiểu gì? Thế là sóng đánh đúc quân là mất kính ở Sâm Sơn à? Ôi dồi ôi. Anh, thế có đi vào siêu thị không? Không vào siêu thị à? Mua. Không biết nó về nó mua được cái gì cho bà? Cái gì đấy đi? Ốc hương. Trời ơi, cua to nhẹ. Nào đi ra để cho con làm. Ôi trời, cua à? Ôi trời, cua đó. Ôi trời, bố mua cua to quá. Nhẹ. Bọn một đạn em cua. Mới ăn mới quan đếm nhẹ. 1, 2, 3, 5, 3 con cua to. Đây là ốc hương à. Ốc hương nó đang tho cái mõm ra nhỉ. Ui, cái nơi hấp xả à? Đây là một thùng cá thu đây cả nhà đập hộp. Ôi trời ơi, một thùng đây thì nói thì bao nhiêu trời ơi. Ơi này ông bà cô chú ạ, cháu nó mua một thùng cá thu rồi này, về để làm quà cho mỗi nhà một khoành. Ôi trời ơi to quá. Ơi đây tủ đá mà ăn. Ôi trời, còn mua một túm nem chua nữa này. Này nó đi biển Sâm Sơn về nó mua nhiều đồ cho ba thế. Trời ơi, phải thế nhỉ? Gì? Con bật cua. Ờ, con vừa hát bài gì đấy? Hát lại cái xem này. Hát lại cái xem này. Hai ba con mực. Anh nuôi em cực. Một chai tăng lực. Cả nhà cháu đi biển về là. Ôi thôi con em đói quá. Ăn nước yến à? Đây, con đang ở ngoài hồ bơi rồi. Con ở ngoài biển đấy ạ. À. Ôi trời, cháu về cho chụp nhiều ảnh quá. Đâu xem nào. Ba đi con này ơi. Lúc khi con ôi. Vẫn ở ngoài biển. Ôi chà ôi, thế là sóng đánh tụt con là mất kính à? Thôi con đi lên nhé, con tút ra rồi. Ôi trời ơi, hơn thủy thủ. Ôi trời ơi, hơn thủy thủ. Ôi trời, em có dám xuống tắm không? Không. Thế ạ? Em. Ôi chà ôi, hai anh em đẹp quá này. Mang ảnh lên để ông ba cô chú ạ. Đó, ông ba cô chú ơi, mình rán ra ngày nào gì nữa là cho cà chua nước mắm ra để hết rồi nè. Nhìn cái vỏ của nó đẹp chứ. Đó, tuyệt vời chưa? Biết là mình chưa ăn ốc hương cả nhà. Biết là có ngon hay không? Hôm nay mình sẽ cho vào để hấp với xả và gừng. Bây giờ thì mình đang rán cá trước cả nhà. Mình phải rán vàng, sau đó cho cà chua vào để sốt. Giờ nào mặt dưới đã vàng chưa? Nhiều vàng. Đó, bây giờ là sẽ cho ốc hương vào cả nhà. Hấp thôi. Đó, đây là thu mình đã sốt cà chua rồi cả nhà ơi. Mình sốt cho nó sôi thật kỹ, sau đó mình lại tắt bếp, sau gần ăn mình lại nó sôi lên, thế là nó coi như là hai lửa ấy cả nhà. Rồi thịt cá của mình nó săn lại, nó thấm lắm, muối ngon lắm cơ cả nhà. Cho một ít hành vào cho thơm. Đó, cá thu của mình cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa để ăn thôi cả nhà. Ốc hương nữa, ốc hương là cái này mà múc. Để cho cua lên. Nó mới nóng, nó mới ngon lên rồi. Nói phải tìm cái. Không, trong ấy không có mưa quá.
chị này bà khó đang chỉ có này về đến Ninh Bình thì mới mưa rồi. Ui xa ôi, ốc hương ngon quá. Nếu mày bắt cho mẹ những con cua vào đây đi hấp. Dê, không có đã chết giờ nó không biết điếng đá nữa là nó tỉnh lắm. Mẹ sờ ba một tí nữa nó cắp cho chết. À là cái cắp mà cắp quạt. Ừ, mất tay đi. Đấy. Ôi trời, bây giờ mới hấp cua cả nhà. Kìa. Thế, mình chết rồi. Nơi thì chỉ được có hai con thôi. Nhanh. Giờ nó tỉnh rồi quạ, nó không biết giếng đá nữa. Ui cha là này. Hả? Hai con. Nàng được có hai con. Hay là cho một cái xong nữa và mà luộc nhỉ. Quan đi ra kêu chẳng nó cắn. Nó không chết được đâu, Quan đi. Đấy. Thế là ốc cũng đã chín, cá chín, bây giờ chỉ chờ cua nữa thôi cả nhà. Bây giờ ấy Quan ơi. Bây giờ cả làm tí nước chấm Quan ơi. Ôi trà ơi, hôm nay cả đại gia đình nhà tôi tập trung vui chưa? Em bé vừa quàng áo mưa vào, sợ quá, sợ mưa quá nhỉ? Đấy, cả nhà hôm nay là đông đủ các con tập trung vui quá. Ôi trời, chú ăn được rồi mà, vừa ăn rồi mẹ, đúng này ăn được rồi. Ôi cho thằng em miếng, cho thằng em miếng à, miếng nem. Vui nhỉ? Ôi nhỉ, vui quá hôm nay trời. Ôi trời ơi, vui quá là vui. Này, nhà tôi tập trung đâu. Ôi trời ơi, cả nhà ơi. Hôm nay là gia đình nhà tôi ăn một mâm hải sản. Có cua, có ốc hương này và có cá thu này. Có nem đặc sản ở Thanh Hóa cả nhà. Đó, ngon quá. Nào, ông ngồi ra đây. Đã đến giờ ăn cơm rồi, mời cả nhà ăn cơm nha. Huy mời ông ba cô chú chưa? Mời ông ba cô chú nha. Mời ông ba cô chú ăn cơm hay quà. Hỏi quả. Ôi. Em ăn chưa? Đây này ông ba cô chú ơi. Hôm nay cháu nó mua được cua to quá này. Hôm nay thật là mới được ăn cua biển to thế này. Đây mới cái bán này được thiếu bát con ăn. Không có thiếu. Đây của những đứa thằng Huy đã ăn rồi. Của anh đây. Đấy rồi. Đủ rồi mẹ. Mời cả nhà ăn cơm nha. Nào ông ăn cái ói này đi. Ông hương này đi, nó không tành. Ăn đi. Ăn đi Quan ơi, bồi mồm cho Quan đi. À, chấm muối tiêu chanh. Cho liếm liếm cả liếm dính miếng cả. Cho em liếm liếm cả. Liếm liếm cả, cho em liếm liếm cả. Thế là được nè. Cho nên thôi bừng mồm nha, em chưa ăn được nhỉ. Để cả ba cho mẹ ăn nha. Ba cho miệng ơi. Cày quá rồi. Nè, nói coi. Nói Huy ơi, ăn đi coi. Hôm nay là tập trung đông đủ cả nhà. Có cái món gì la la gì, cả nhà tập trung cả nhà cho nó vui. Các con tập trung đông đủ lại cho vui. Ăn uống không có gì thiếu, người nọ vắng người kia là ăn nó không ngon cả nhà. Mẹ bảo với các con là hạnh phúc nhất là các con cứ đoàn kết thế như thế này này cả nhà. Ôi, hôm nay là gia đình nhà tôi đông đủ. Hai trai hai dâu cả nhà. Ba cháu nội. Ăn thật là vui vẻ. Thỉnh thoảng được một bữa tập trung người nói thật là gia đình quây quần vui vẻ cả nhà. Ốc hương ngon phết. Nó kéo ra. Không phải kéo, con thấy ông cầm rồi cái tay. À to, không phải dùng tay. Quá nhỉ. Có to những mồm cái... nè. Có những cái quan này 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 nè. Quá nhỉ. Nè. Đây này cấu thế này cái là được. Cầm mà lôi nó ra cái là được mình. Hôm nay gia đại gia đình nhà tôi đông vui thế này, chỉ tiếc là trời thì mưa cả nhà, không biết là tiếng ồn có
có ôn lắm không? Đó. Ấu Hương đây bao nhiêu tiền có còn đâu quả? Hà Bình 330. Ôi trời, 330 còn đắt nhỉ. Này còn nó mua lắm, ca thu lắm không? Nó mua một quản đất yến ra yến. Nó cho bác lướt, cho bác lúa, cho chú la. Mỗi nhà khoảnh để thưởng thức. Thế con em không ăn cua à? Hả? Ăn cua đi. Đắp cua ra mà ăn giúp. Đắp cua ra cho hoa ăn. Hai đứa đắp cua ra mà ăn. Tớ ăn ốc ngon quá. Cứ xâm sắp xâm sắp. Ôi ốc ngon quá cả nhà. Hôm nay mới thưởng thức ốc Hương. Ăn không? Hả? Nga. Ăn được không? Hả? Không có tự ấy. Họ còn tự ấy nữa. Ôi đời em năm ngoan nhỉ. Năm ngoan nên cho bố mẹ ăn nha. Nó đang nhìn đó, nó đang nhìn xung quanh đó. Hả? Mà bữa cua ra cho nó ngon chứ. Nào, ăn đi nhỉ được. Bóc con nghe là bóc con cua nha. Nghe điều đây, ngon nước. Ôi cha ơi, cái gách của nó ở phía bên sòng rồi nhạ, lăm qua này. Thì ăn gách cua không? Cua bằng quá. Hôm tối hôm ở trong Sâm Sơn á. Cua mới con ghế nữa. Đây là cua, hôm nay mình ăn là ghế. Không rồi. Nó cũng lớn còn. Lại còn nhớ nó bé hơn. Đây là cua. Nó còn làm rất. Ôi. Ăn gách của nó béo quá. Đó, cả nhà cứ thỉnh thoảng lại gia đình tập trung như thế này thì thật là vui. Lo lắng cho các con xong này. Thế là nhìn thấy các con anh em thương yêu nhau rồi chị dâu và chị em dâu đoàn kết. Thế là bố mẹ rất là hạnh phúc. Mặc dù là kinh tế thì chưa phải là giàu mà cũng không phải là nghèo khổ cả nhà. Thế thì nhìn thấy các con như thế thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Mà các cháu của chúng tôi là cứ mỗi ngày trưởng thành lớn từng ngày, nhìn thấy cháu mà hạnh phúc lắm cơ cả nhà, mà không tí tiền bạc nào mà đánh đổi cả nhà. Ở trong nhà tôi thì đang ăn uống cứ rôm rả vui vẻ, mà ngoài trời thì mưa như rút nước cái cả nhà, nước đổ cứ như thế là thác cái cứ ao đổ xuống mái tôn, cứ hơi ồn cả nhà. Thì cả nhà không có mấy cái cắt cả mấy cái. Mọi người mọi khẩu vị khác nhau. Ngon quá ông Hương. Ô, em găm rò, em đi găm rò. Ôi, ông ăn cái căng ạ. Cứ ăn rồi lại uống thuốc. Thỉnh thoảng mới được miếng hải sản thì có phải bao giờ cũng có mà ăn đâu. Ăn xong lại uống. Ngon mà. Cá này lại phải hơn yến không? 130 con vậy. Hơn chiều rồi, chiều rưỡi ăn nước rồi bé. Mà chỉ cái mùa thì con rẻ hơn mà. Nó rẻ hơn nói, trăm con. Ừ, được nhiều quá không ạ? Cá này nó rẻ lắm. Mùa tươi không có 200 mấy. Cá thu ngon quá nhỉ bữa. Tuyệt vời. Đó. Cho đi cho nó quen với tiếng ôn nha, cả chết rồi. Sợ quá. Cười rồi. Anh sang đây chuyện với em cả anh ở. Anh Huy ơi. Anh Huy mải xem quá. Mày cháu được vào ba để cháu ăn cơm mai. Thế là ba cá. Hả? Ăn cá. À thế à. Giờ ba bé là cả bố mẹ ăn. Thế mà nghe cũng không đồng ý. Rồi bác ba đứng thôi. Nè, bác ba đứng thôi. Rồi bác ăn đứng thôi. Rồi khéo mình. Rồi kia rồi, ra đời mấy em để kia rồi. Y suy anh rồi, ra đời mấy em cả nhé.
Rồi em cho ba cái cho nó phải khóc không? Không. Không. Mới không được lá sen nào. Đây. Không. Dậy uống lại. Uống cốc nước lá sen ông bà cô chú ạ. Cho nó học dơ mẹ lại ngót lại đi băng nhào cho nó giảm mỡ máu. Kệ em ngủ rồi. Cảnh nói thì danh ngóp mất ông ạ. Ngóp lúa đông dưới không nhỉ? Mưa to quá cảnh ạ. Thế mưa từ sáng đến giờ là không có dứt cơn lúc nào. Bây giờ là đông dưới lúa chắc là ngóp rồi. Ú tàu ơi, cháu ngủ dậy rồi. Cháu lại ngậm tay rồi. Ú tàu ơi, cháu lại ngậm tay rồi. À, hôm nay là đình nhà tôi đông vui chưa. Thỉnh thoảng lại tập trung gia đình ăn uống cho nó vui cả nhà để gắn kết tình gia đình này cả nhà ơi. Đấy, thế này mới là phấn khởi đến đây cả nhà. Các cháu ngủ vui để ăn uống xong thì ngồi chơi với bố với mẹ. Mình xin dừng video tại đây cả nhà nhà. Cảm ơn tất cả nhà mình đã xem video ủng hộ mình. Và ngồi cả nhà hãy đăng ký kênh để ủng hộ. Xin hẹn gặp lại cả nhà mình.